cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thành và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chiến bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại Kim giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ nhật chí biên tập bình minh giảng ngày 14 tháng 7 năm 2010 địa điểm phật đà giáo dục hiệp hội hồng kông tập chín Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin mời ngồi xuống Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kim Giải Trang 84 Bắt đầu xem từ câu thứ hai Hàng thứ sáu từ dưới lên Hữu Hán Dịch Xưng A-di-đà Phật Di Vô Lượng Thanh Tịnh Phật <laughs> Trong năm bản dịch Bản dịch của Triều Hán Đề Kinh là vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác kinh đề mục này khi hạ liên cư hội tập đã áp dụng nghĩa là nửa sau của đề kinh hiện nay trong kinh phật xưng a di đà phật chính là vô lượng thanh tịnh phật bốn chữ a di đà phật này là tiếng ấn độ tiếng phạn của ấn độ xưa có thể phiên dịch thành vô lượng thanh tịnh phật a dịch là vô di đà dịch là lượng phật dịch là giác trong đề kinh chúng ta thấy thanh tịnh bình đẳng giác dùng một chữ giác này tức thanh tịnh bình đẳng ở trên đều bao gồm cả trong đó rồi cho nên chúng ta gọi thanh tịnh bình đẳng giá cũng chính là hàm nghĩa phật a di đà cho nên trong đề mục này tên của phật tên của bồ tát đều mang ý nghĩa rất thâm sâu nó là tượng trưng tượng trưng cho pháp môn này pháp môn cũng giống như các khoa mục ở nhà trường của bây giờ vậy. Quý vị nghiên cứu hạng mục nào thì nó đại diện cho hạng mục đó. Trong hạng mục này có ba cấp bậc. Thứ nhất là thanh tịnh, thứ hai là bình đẳng, thứ ba là giá mà không mê. Chỗ này vẫn đang giảng đề kinh Trong đề kinh bao hàm rất nhiều ý nghĩa Ba ý nghĩa này là đại diện Cho ba sự thành tựu của tu học Ba cái đều coi là thành tựu Giống như học vị ở nhà trường hiện nay vậy Tức là nói đến Tiến sĩ, thạc sĩ và cử nhân Trường học bây giờ đều chia thành như thế Trong đạo Phật cũng có học vị Học vị cao nhất là Đức Phật Học vị thứ hai là Bồ Tát Và học vị thứ ba là a la hán Trong đề kinh này vừa đúng Đã hiển thị ba học vị này Nếu quý vị học Phật Đạt được tâm thanh tịnh Vậy quý vị là a la hạn Học gì thứ nhất quý vị đã đạt được Thế nào gọi là thanh tịnh tâm Kiến tư phiền não Ở trong lòng quý vị Buông xả hết Không còn nữa Nếu lấy tiêu chuẩn trong kinh hoa nghiêm đại nói Thì đối với mọi việc của thế gian Không còn chấp trước nữa Vì sao Bởi ta đã hiểu rõ Tất cả Pháp trong thế gian đều không thật Như trong Kinh Kim Cang nói Nhất thiết hữu gì Pháp như mộng huyễn bào ảnh Nó không phải thật Đến thân của chính mình cũng không phải thật Huống gì là vật ngoài thân Vậy tại sao ta không buông xả Không buông xả là sai Tâm ta đã bị nhiễm ô trong tâm có phiền não chính là nhiễm ô Cho nên tâm thanh tịnh Phải thành tựu công phu này Thì thật sự đạt được thanh tịnh Đây là học vị thứ nhất Lên cao hơn nữa Chẳng những chúng ta không còn chấp trước Đối với tất cả Pháp Mà định ý niệm phân biệt cũng đều không có Điều này quả thật rất cao Đây là Bồ Tát Quý vị đã đạt được học vị thứ hai Cao lên hơn nữa Chẳng những không còn phân biệt Mà khởi tâm động niệm Cũng đều không có Như như bất động Đây chính là giác Giác mà không mê Đây là học vị cao nhất Là Phật Cho nên thanh tịnh là A-la-hán Bình đẳng là Bồ-Tát Và giác là Phật Giáo dục của Đức Phật dạy điều gì Mục tiêu cuối cùng Chính là khiến ta đạt được điều này Đây là tự tánh Trong tâm thanh tịnh của tự tánh vốn đầy đủ Mọi người đều có Cho nên Đức Phật nói Hết thảy chúng sanh vốn là Phật Bởi vì tánh Phật này quý vị đã sẵn có Đã có, tại sao bây giờ lại không có Vì mê mê trong cảnh giới của hư vọng. ở trong đó ta khởi lên tự tư tự lời khởi lên ý niệm này, khởi lên thị phi nhân ngã, à. khởi lên tham sân si mạng. quý vị đã bị ô nhiễm, ô nhiễm thì gọi là phàm phu. ta vốn là vợ, bây giờ gọi là phàm phu phàm phu trong mắt đức phật vẫn là một vị phật bởi vì phật nhìn vào tự tánh của quý vị chứ không nhìn vào tập khí của quý vị trong tam tự kinh nói nhân chi sơ tánh bổn thiện bổn thiện là gì thanh tịnh bình đẳng giác là bổn thiện đó không phải là do ta giác ngộ được trong bản tánh của ta vốn có bây giờ mê mất bản tánh nên bản tánh không thể khởi tác dụng không phải không khởi tác dụng cũng khởi tác dụng nhưng khởi tác dụng lệch lạc tác dụng đã lệch lạc. tịnh biến thành phiền não. Trong giáo lý đại thừa nói biến thành kiến tư phiền não, bình đẳng biến thành trần sa phiền não, giác biến thành vô minh phiền não. Tất cả đều đã biến. Cho nên giáo lý đại thừa dạy chúng ta phiền não tức Bồ đề. Khi đã giác ngộ Thì ba loại phiền não Sẽ trở về thanh tịnh Bình đẳng giá dù có Hiện tại quý vị đang mê Nên đã biến chất Biến thành ba loại phiền não này Chính là ý nghĩa này Phiền não là giả Vì sao? Tánh của nó có thể thay đổi Nó sẽ biến đổi còn thanh tịnh bình đẳng giác là chân thật vĩnh hằng không thay đổi Mặc dù chúng ta bây giờ đang ở trong nhân đạo, trong phạm phu Hoặc giả trong tương lai quý vị đọa vào trong cõi súc sanh, ngạ quỷ hay đọa vào địa ngục Thì thanh tịnh bình đẳng giác này có còn hay không? Thưa vẫn còn Nó không bao giờ thay đổi Chỉ là ta càng mê càng sâu Nên phiền não đã gây ra biết bao khổ đau Khổ đau như trong chất mộng không phải chân thật Thức tỉnh rồi thì không sao cả Thức tỉnh chính là giác ngộ Ở trước tôi có nói với quý vị Thanh tịnh tâm hiển tiền Tức là quý vị đã thức tỉnh Thức tỉnh thì lục đạo không còn nữa Vì lục đạo này vốn không thật là giả Giống như một giấc mộng mà thôi Tỉnh ngộ là thuộc thế giới nào Tỉnh ngộ rồi là pháp giới của tự thành vượt ra ngoài lục đạo Không còn lục đạo nữa Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật Bốn pháp giới này sẽ hiện ra Nhưng bốn pháp giới này vẫn còn ở trong mộng Lục đạo là mộng trong các mộng Điều này chúng ta không thể không biết Không còn khởi tâm đồng niệm nữa Thì mới là chân thật tỉnh ngộ Tỉnh ngộ thì mười pháp giới không còn Mười pháp giới là giả Không phải thật Từ đầu có mười pháp giới Từ giọng niệm sanh khởi vậy Đạo lý này rất thâm sâu Kinh Hoa Nghiêm đã nói rõ ràng rồi Điều này Cũng như những gì Thầy Phương Đông Mỹ nói Triết học tối cao Khoa học tối cao Khoa học và triết học Đều muốn giải quyết vấn đề này Bây giờ Khoa học đạt tới đỉnh cao Chúng ta rất bội phục Khoa học và Phật Pháp càng ngày càng xích lại gần nhau Từ từ trong kinh Phật nói trong ba ngàn năm trước Bây giờ khoa học đã chứng minh Tuy đã chứng minh Nhưng với Phật Pháp vẫn còn cách một bậc Đạo lý này trong kinh Phật nói rất rõ ràng Giới khoa học và các nhà triết học trên thế gian họ sử dụng tâm như thế nào họ dùng tâm phân biệt để nghiên cứu dùng tâm chấp trước tâm phân biệt chấp trước là mặt nà thức phân biệt là đệ lục ý thức trong tám thức công năng của hai thức này rất lớn phạm vi hoạt động của nó vô cùng rộng Trong kinh đã nói cho chúng ta biết Ý thức Đối với bên ngoài Có thể duyên đến hư không pháp giới Ngày nay chúng ta gọi là thế giới vĩ mô Đối bên trong có thể duyên đến A Lại Gia Đó là lượng tử lực học Vi mô thế giới Hiện giờ khoa học đang đi trên hai loại cực đoan này Hai cực đoan này trong kinh phật đã nói rõ hơn so với các nhà khoa học giới khoa học đã duyên đến a lại gia rất lợi hại chúng ta không thể không khám phục họ cho chúng ta biết trong vũ trụ chỉ có ba loại ngoài ba loại này ra cái gì cũng không có ba loại đó là gì vật chất năng lượng và thông tin ba loại này là tướng nhỏ nhiệm của a lại gia Nghiệp tướng của a lại già chính là năng lượng mà khoa học gia đề cập đến. Chuyển tướng của a lại già chính là thông tin mà họ đã nói. Và cảnh giới tướng của a lại già là vật chất mà họ từng nói. Tên tuy bất đồng nhưng sự việc lại giống nhau. Ba ngàn năm trước, thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không có công nghệ gì cả. Nhưng tại sao Ngài lại biết rõ ràng như vậy? Nhà khoa học phát hiện được ba loại này rất giỏi nhưng ba loại này từ đâu mà có họ không nói được họ chỉ có thể nói ba loại này đột nhiên phát sinh nhưng tìm không ra nguyên nhân trong kinh phật nói nó có nguyên nhân điều này khoa học và triết học không thể giới tới tại sao vậy bởi vì vấn đề này phải dùng đến tâm thanh tịnh mới có thể quan sát được do đâu đức phật có thể biết nhà phật tu thiền định trong thiền định nếu đạt được trạng thái lắng động thâm sâu thì có thể thấy được bởi vì thiền định có thể đột phá rào cản của không gian cảnh giới hiện tiền tự mắt họ nhìn thấy được Một tí cũng không già dạ dối Quý vị tu thiền định đạt đến trình độ đó Quý vị cũng thấy được Họ tu đạt đến trình độ như thế Họ cũng có thể thấy Đạt trình độ nào Trong kinh hoa nghiêm Hàng duyên giáo sơ trụ Bồ Tát Sẽ thấy được Còn trong biệt giáo Thì nói sơ địa Bồ Tát Có loại công phu này Cũng chính là điều chúng ta thường giảng Sáu căn của chúng ta mắt nhìn sắc tai nghe tiếng sáu căn tiếp xúc với cảnh vật bên ngoài nếu không khởi tâm không động niệm không phân biệt không chấp trước thì quý vị sẽ thấy cảnh giới này hiện ngay trước mắt kinh hoa nghiêm nói cấp bậc của bồ tát trong thế giới hoa tạng có tất cả 41 cấp bậc Chúng ta thử nhìn lại tịnh độ xem Cửa phẩm tam bối Tứ độ Trong thế giới Tây Phương cực lạ Cùng với ý nghĩa của Hoa Tạng Là một không khác Nhưng thế giới của cực lạc và Hoa Tạng Có nhiều điểm không tương đồng Ở thế giới Hoa Tạng Nhất định Không được khởi tâm đồng niệm Thì mới có thể chứng được Cấp bậc của Tây Phương Tịnh Độ Thì không cao như thế Chỉ cần quý vị lắng động phiền não Không đoạn chỉ lắng động thôi Thì quý vị có thể sanh về thế giới cực lạc sự khác biệt này vô cùng lớn Cho nên được mười phương chư Phật khen ngợi Hôm qua tôi đã nói với các vị Học Phật tu tịnh độ một lòng cầu sanh thế giới cực lạc còn hôm nay chúng tôi nói vấn đề di dân di dân sang thế giới cực lạc nơi đó hoàn cảnh rất tốt đó là không gian vũ trụ mọi thứ trong quốc độ của chư phật phước báo vô cùng lớn không có phước báo nào lớn hơn ở đây vậy thì quý vị hiểu được chúng ta phải tu tập phước báo rất lớn phước báo vô lượng vô biên. Tôi pháp môn nào đây niệm Phật A Di Đà chính là phương pháp này. Chúng ta mỗi người đều niệm A Di Đà Phật, phước báo của mỗi người vẫn có sự sai khác. Sự sai khác này do đâu mà có? Do dụng tâm không giống nhau. Chúng ta dùng tâm tạp loạn để niệm Phật còn họ thì dùng tâm thanh tịnh niệm phật vậy chúng ta có phước báo nhưng phước báo của ta không bằng họ tâm họ thanh tịnh người kia dùng tâm bình đẳng niệm phật phước báo của họ lại lớn hơn còn có người dùng tâm thanh tịnh bình đẳng giác để niệm phật như vậy càng lớn hơn nữa không giống nhau phật hiểu thì giống nhưng công đức của họ cảm được thì không giống đây là do sự dụng tâm của chúng ta cho nên, trong kinh luôn khuyên bảo chúng ta phát Bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, điều này rất quan trọng. Phải chú tâm một lòng chuyên chú. Lúc niệm Phật, hãy buông bỏ tất cả, trong tâm đừng nhớ nghĩ điều gì khác, chỉ nhớ A Di Đà Phật. Quần. Nhất niệm tương ứng nhất Hiếm. niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Chỗ nào có Phật thì có phước báo, chỗ nào không có Phật thì không có phước báo. Điều này nhất định phải biết. Những nơi không có phước báo, chúng ta là người niệm Phật, hãy đem phước báo niệm Phật của mình hồi hướng cho ở đó. Phải giúp đỡ nơi đó, nơi nào không có phước báo, như dùng quê. Có thể giúp được sao? Có thể. Bây giờ khoa học đã chứng minh, ý niệm của chúng ta thường hay nghĩ đến một nơi nào đó thì ý niệm này lập tức đi đến đó phước báo của chúng ta trí tuệ của chúng ta công đức của chúng ta cũng vậy sẽ bay đến nơi đó người ở bên đó có thể tiếp nhận không chúng ta không phải lo lắng vấn đề này khẳng định Họ sẽ nhận được tin tức của chúng ta Nhưng có tác dụng hay không Thì phải xem mức độ phiền não của họ Phiền não của họ dày quá Nghiệp chướng nặng quá Tuy nhận được nhưng họ cũng chẳng có cảm giác gì Như chúng ta bị tê liệt vậy Nếu phiền não của họ nhẹ Họ có trí tuệ Thì họ sẽ cảm nhận được Cái này Phật Bồ Tát gọi là Phật lực gia trị Phạm phu chúng ta đích thực cũng có loại năng lực này Chỉ cần tâm chúng ta thanh tịnh Chỉ cần chúng ta thật sự có nguyện lực này Chúng ta hãy hồi hướng việc tu học của mình cho họ Thì họ có thể được lợi ích Những sự việc này trước đây rất khó nói Vì quá huyền nhiệm Ai có thể tin đây Chỉ có người chân thật hiền lành mới có thể tin tưởng Khoa học bây giờ giải quyết được nhiều việc Đặc biệt là ngành lượng tử lực học Ngành khoa học này mới phát triển Vừa mới bắt đầu Rất tân tiến Sở dĩ chúng ta có thể lãnh hội được Sau 3 đến 5 năm nữa Ngành khoa học này sẽ được tuyên truyền rộng rãi Với công chúng nó khẳng định ý niệm chi phối tất cả Đây chính là chỗ mà trong kinh Đại Thừa Phật thường nói Nhất thiết Pháp tùng tâm tưởng sanh Môn khoa học này nếu như được phổ biến phát huy Thì xã hội của chúng ta sẽ được cứu Những thiên tai trên trái đất của chúng ta cũng được cứu Bây giờ mọi người không có biện pháp nào Không biết phải làm sao Các nhà lượng tử lực học chứng minh Sơn Hà Đại Địa là có cơ thể Cùng với chỗ nói trong Kinh Phật không khác Bồ Tát Di Lặc cũng cho chúng ta hay rằng Một khẩy móng tay này có 32 ức trăm ngàn niệm Mỗi niệm được hình thành Đây chính là vật chất Vật chất từ đầu đến Từ nơi ý niệm chữa nhỏ mà biến hiện ra Hình giai hữu thức Thức là cái gì? Nó có tác dụng tinh thần, vật chất Và tinh thần không bao giờ tách rời nhau Trong vật chất có tinh thần Tinh thần có thể thu nạp thông tin từ bên ngoài Nếu như thông tin ấy tốt lành Là thanh tịnh, là thiện Thì những thiên tai trong sân hà đại địa này cũng không còn Có thể khôi phục lại bình thường nhiệt độ quả đất tăng cao rắc rối to rồi sức mạnh nào có thể khiến nó khôi phục bình thường ý niệm nếu trên thế gian của chúng ta thế giới này có một phần ngàn người trong ngàn người có một người suy nghĩ lương thiện suy nghĩ trong sạch thì thiên tai có thể giảm bớt đi Còn nếu như nói thế gian của chúng ta đây Có thể làm được một trên một ngàn thôi Trong một trăm người Hết 99 người là tà tri tà kiến Còn có một người có chánh tri chánh kiến Thì tai họa trên trái đất này có thể sẽ không còn 99 người tạo nghiệp Họ hưởng phước báo từ nơi một người có chánh niệm Tại sao? Chúng ta có thể tin tưởng Ông bà thường nói Ta không thắng chánh Vậy 99 người kia đều ta không thắng được một người chánh Chuyện này rất có đạo lý Cho nên chúng ta hãy tin tưởng chứ nghi ngại Chúng ta muốn thay đổi mình Thì tu học Phật Pháp là một thực nghiệm Làm thực nghiệm chính với bản thân mình Suy nghĩ của mình thiện Hiện tại chúng ta nói tầm rất tốt Tâm thiện lương Không có ác niệm Không có phiền não Không có lo âu Không bị trói buộc Không bị áp lực Như vậy bạn là người rất tự tại Sức khỏe trường thọ Không bị già yếu không dùng bất cứ thứ gì để tẩm bổ Chẳng cần thiết Không cần dùng đến thuốc men Có bệnh, có bệnh thì tự nó sẽ khỏi Bệnh từ đâu có Bệnh từ nơi ý niệm bất hiện sanh ra Phật nói cho chúng ta biết Tham sân si mạng là tam độc Cái này rất tai hại Trong bạn có ba tiền não độc hại này Bên ngoài rất dễ bị cảm đau nhức Nếu như hiểu được đạo lý này Thì bệnh của ta từ đâu mà có Là do trong tế bào của ta Có siêu di trùng Ta hãy thay đổi cái suy nghĩ của mình Thì những tế bào siêu di trùng của ta Đang mang Sẽ có thể biến mất Và khôi phục lại bình thường Chẳng phải không có đạo lý Các nhà khoa học bây giờ Đã từ nơi thuyết lực học lượng tử Nói ra điều này Đã có khoa học chứng minh rồi Không phải là mê tín. Phật giáo chúng ta đã ba ngàn năm lịch sử Trung Quốc chúng ta đã từng ghi lại Đức Phật thích Ca mâu ni diệt độ đến nay là ba không trăm ba mươi bảy năm người ngoại quốc nói thì mới hơn hai ngàn năm trăm năm thôi điều này không cần phải tranh luận vấn đề này nếu tranh luận thì không bao giờ có đáp án trừ khi tìm được Đức Phật thích Ca nếu không thì ai có thể biết cho nên không cần phải tranh cãi ngày trước có người được lợi ích của Phật pháp vì nguyên nhân gì? Vì họ thật thà, họ tránh tính, nên họ được thọ lợi ích. Ngày nay có người đòi hỏi phải đem chứng cứ ra mới tin tưởng, không có chứng cứ thì không tin tưởng, còn nói ta là người mê tín. Chúng ta là người học Phật cần phải cảm kích những khoa học gia lượng tử cận đại này. Họ đứng trên khía cạnh thế giới di mô Đem những điều Đức Phật từng nói chứng minh hết thảy Đặc biệt chứng minh ý niệm chi phối tất cả Vấn đề này khoa học vừa phát minh vừa phát hiện Chúng tôi hy vọng rằng sau vài ba năm nữa Nó sẽ công bố rộng rãi Ý nghĩ quyết định tất cả Toàn bộ xã hội này cũng như thế Mọi người trong xã hội cần phải tin tưởng thiện tâm Xã hội Trung Quốc Tại sao trước đây tốt đẹp như thế Người Âu Châu Trước hai cuộc thi chiến Có một số học giả Đã nghiên cứu về lịch sử Trung Quốc Họ hết sức khâm phục Trung Quốc được thống nhất từ thời nhà Tần Mãi đến bây giờ vẫn còn giữ được sự thống nhất này Trên thế gian này không thể tìm thấy ở quốc gia thứ hai Âu Châu bị La Mã thống trị một ngàn năm Sau khi mất nước họ không thể thống nhất Mấy ngàn năm nay Quốc gia này lãnh thổ rộng lớn như thế Nhân khẩu nhiều như thế Sắc tộc phức tạp như thế Tại sao được an ổn lâu dài Họ đã nghiên cứu Kết luận của nghiên cứu Chỉ ra rằng Người Trung Quốc có thể là gì Coi trọng mối quan hệ giáo dục gia đình Tôi nghe được Tôi nói với họ là Điều này hoàn toàn đúng Kết luận này là chính xác Câu chuyện này là do thầy hiệu trưởng trường đại học Queensland nói cho tôi biết hôm nọ thầy hiệu trưởng mời tôi dùng cơm ở phòng khách của ông ta nói cho tôi nghe về sự việc này không sai nhưng vẫn còn thiếu sót nhỏ chính họ không thể nói được người trung quốc đã dạy những gì họ không nói được những gia đình của người Trung Quốc là gia đình như thế nào? Họ cũng không nói cụ thể. Nên biết nhà của người Trung Quốc là đại gia đình. Người Trung Quốc thời này không còn nhà nữa. Tức là bi ai. Người Trung Quốc trước kia khi kháng chiến vẫn còn nhưng không nhiều. Khi tôi ở quê nhà Trong thôn làng Mọi thứ rất rõ ràng Thôn này gọi là dương thôn Người trong thôn này được xem như là người một nhà Thôn bên kia là lý thôn Ở đó cũng là người nhà Ngũ đại đồng đường bất phân gia Cho nên các vị đã từng xem qua Hồng Lâu Mộng Hồng Lâu Mộng chính là miêu tả một gia đình Gia đình cộng đồng Gia đình này nhân khẩu đại khái khoảng 300 người Lượng nhà mất dần Có người suy yếu Một hai trăm người Căn nhà này rất lạnh lẽo Muốn dân tộc mạnh mẽ Mỗi gia đình có khoảng bảy trăm người Năm trăm đến bảy trăm người thì mới giọng tập được Gia đình là một tổ chức của xã hội Gia đình lớn như thế Nếu không có quy cụ Có tồn tại được không Nó lộn xộn không Cho nên người xưa nói Tề gia trị quốc bình thiên hạ Quý vị có khả năng trị gia Thì quý vị có sức mạnh trị nước Gia nói rộng ra cũng chính là nước Nó có đạo lý Gia có gia đạo Có gia quy có gia học có gia nghiệp nghiệp là sự nghiệp sự nghiệp kinh doanh của quý vị gia học chính là trường tư thục tư thục chính là trường học của con em một nhà chúng ta nó không cần phải chiêu sinh ở bên ngoài những em nhỏ trong gia tộc của ta cùng chung học một trường trường học phần nhiều dùng từ đường bởi vì từ đường ngoài việc dùng cúng quẩy trong năm ra thì ở đó không còn hoạt động gì nữa cho nên từ đường đều biến thành trường học Lúc nhỏ tôi cũng học ở từ đường Lúc đó học trường tư thục, Học ở nhà Gia quỳ bây giờ còn gọi là đệ tử quy Một bộ phận trong gia quỳ Tức là một bộ phận của cộng đồng học tập Mỗi nhà đều có gia quỳ đặc biệt riêng của nó Tại sao? Sự nghiệp làm ăn của họ không giống nhau Sự nghiệp bất đồng cho nên nó có những quy định bất tương đồng mà buộc phải tuân thủ vì đây là cộng đồng bất kể bạn làm ngành nghề nào nhất định phải tuân theo nó quy củ là nền tảng ngôi nhà không những lo nuôi dạy trẻ em mà còn phải chăm lo cho người già nữa cho nên người sống trên thế gian này tại sao mọi người đều biết nhau Vì nhà làm cho tổ tông sáng ngời Cửa nhà rộng lớn Làm nhà làm ở khu đất này Nhà của tôi chính là khu vực này Họ đã yêu nước Yêu nước từ nơi việc yêu nhà mà ra Nếu có người không thích nhà Thì họ sao có thể yêu nước được Không bao giờ có chuyện gì Người Trung Quốc ở khắp nơi trên thế giới Bạn xem những hoa kiều Họ biết gắn bó với nhau Từ đâu mà được vậy Từ nhà Người ngoại quốc rất ái mộ Nghiên cứu Họ đi tìm hiểu những nơi xa xôi Nhưng chưa thâm nhập Họ thâm nhập được có hiệu quả Nó sẽ có tác dụng Gia giáo của người xưa rất quan trọng Bắt đầu dạy từ lúc nào vậy? Từ ngày người mẹ mới mang thai Gọi là thai giáo Quý vị thử nghĩ xem Lợi hại biết là bao Bây giờ loại thai giáo này Được người Tây Phương chứng minh Họ dùng cái gì để chứng minh Họ dùng thôi miên Dùng thôi miên kêu quý vị quay lại Quay lại khi đang còn ở trong tử cung của người mẹ Quý vị có cảm giác như thế nào Sẽ nói ra Người mẹ khởi tâm đồng niệm Nó cũng có cảm giác Người mẹ ăn uống Nó cũng có cảm giác cho nên thai giáo có ý nghĩa rất lớn khi người mẹ mang thai không nên có tà niệm tư tưởng suy nghĩ phải trong sạch chơn chánh không nên có phiền não không nên u buồn nếu bạn có phiền não có u sầu tức là đã gieo hạt giống bệnh hoạn cho thai nhi rồi người mẹ phải chú ý vấn đề này đứa nhỏ vừa ra đời cha mẹ nhất định phải thực hành được đệ tử quy làm để cho đứa bé xem trẻ con nhìn nó vừa sanh ra con mắt mở to nó có thể nhìn tai nó có thể nghe nó đã được học tập bắt chưa cho nên người xưa dạy trẻ con lúc trẻ con bắt đầu học tập cái gì không hay thì không để cho nó nhìn thấy không nên để cho nó nghe được, không nên cho nó tiếp xúc. Những gì nó thấy đều là chân chảnh hoàn toàn tốt đẹp. Nếu để nó nhìn một ngàn ngày, thì lúc lên ba tuổi, từ khi sanh đến lúc ba tuổi là một ngàn ngày. Giai đoạn này gọi là cội rễ giáo dục. Dạy người của người xưa là dạy như thế đó. Sau giai đoạn giáo dục kiểu này xong, đứa trẻ bắt đầu có thói quen. Người Trung Quốc nói. Thiếu thành nhược thiên tánh Tập quán thành tự nhiên Có nghĩa là cự ly giữa thói quen và bản tánh Rất gần nhau Không thể phân biệt Nên ngạn ngữ có câu Ba tuổi tưởng tám mươi Ba tuổi nuôi dưỡng thành công Thì tám mươi tuổi cũng không thay đổi Khả năng này quá lớn Bây giờ nền giáo dục này không còn nữa đã mất bốn đến năm đời nay rồi chúng ta không thể trách ai cả tại sao ta không học được vì cha mẹ của quý vị không học được cha mẹ của quý vị không biết trước đó nữa ông bà nội của quý vị cũng không biết cho nên cha mẹ của quý vị không học được ngược về trước nữa ông bà cố của quý vị cũng lơ là vấn đề này nên ông bà nội không được học đại khái là phải truy tìm đến đời ông sơ nữa kìa may ra ông mới hiểu tôi chừng này tuổi sống ở quê hương tôi, bởi vì văn hóa ở quê nhà rất tướng, bắt nguồn của phái đồng thành, cho nên không khí học hành rất là thịnh, người ở quê đó đều được học. chúng tôi còn ở vùng sâu vùng xa, biết được sự việc này, chính mắt nhìn thị, sau khi cản chiến thắng lợi thì không còn nữa. Đến Trung Quốc đi rất nhiều địa phương Chúng tôi rất để tâm đến vấn đề này Nhà có còn hay không? Còn giống như ở Giang Nam Trung Quốc Những dãy nhà vẫn còn đó Nhưng người không có Không ai tới lui nữa Cho nên di tích xưa còn không ít Quý vị đến đó có thể thấy Không có người Chúng ta chiến tranh 8 năm với người Nhật Bản Tổn thật lớn nhất của chúng ta là cái gì? Nhà chúng ta không còn nữa chết bao nhiêu người mất biết bao nhiêu tài sản điều này không thành vấn đề truyền thống xưa của chúng ta tinh thần nhà chung của ta không còn đây mới là tổn thất không gì thay thế được xã hội hôm nay của chúng ta đây xảy ra bao nhiêu tai họa lớn như thế căn nguyên chính là ở chỗ này giáo dục gia đình kiểu như vậy bây giờ không còn nữa sở dĩ tinh thần giáo dục nhà của người xưa mạnh mẽ như thế là bắt nguồn từ tề gia trị quốc bình thiên hạ chính là điểm này bây giờ làm sao khôi phục đây chúng tôi nghĩ không thể nào được không có biện pháp khôi phục cho nên chúng tôi suy nghĩ rất nhiều và thường nghe người ta nói nhà xí nghiệp nó đã nhắc nhở cho tôi rất lớn Nếu như xí nghiệp chân chánh Có thể đem tinh thần và truyền thống xưa Tinh thần của nhà Gia đạo của nhà Gia quy, gia học Gia nghiệp Nếu như có thể khôi phục trở lại Thì dân tộc ta à, Ít nhất Vẫn còn một ngàn năm nữa hưng thịnh ở đời Giáo dục Phở ban sơ dạy những gì Dạy luân lý, dạy đạo đức, dạy nhân quả Đây chính là điểm cơ bản của ba nhà Thích đạo và nho vậy Gốc rễ truyền thống văn hóa của chúng ta Đệ tử quy của nho già Thái thượng cảm ứng thiên của đạo giáo Thập thiện nghiệp đạo của Phật giáo Ba điều cơ bản này Hồi trước người ta đi học Lúc nhỏ không thể không tiếp nhận ba điều đó Ba điều cơ bản này đều do cha mẹ chỉ dạy Sáu bảy tuổi đi học Đến trường tư thuộc Những quy củ này Nó đã học được rất thành công Đến trường học Thầy giáo Thầy thị cho cha mẹ Thầy giáo cũng đem những khuôn phép này Làm lại cho học sinh xem Học sinh mới phục Mời bội phục quý vị Thầy giáo làm tấm gương Thầy giáo giảng giải Tại sao phải hiếu thuận Cho nên giảng giải Từ 6 tuổi trở về sau Trước 6 tuổi chỉ có học Không giảng giải Đệ tử quy là trước 6 tuổi Phải hoàn thành rồi Đặc biệt trước 3 tuổi đã làm xong Điều này người ngoại quốc không thể nào biết được Lúc chúng tôi nói chuyện với họ Sau khi nghe xong họ vô cùng kinh ngạc Mới hiểu Tại sao Trung Quốc có được mấy ngàn năm An bình thịnh trị Vấn đề này ác có đạo lý của nó Không phải ngẫu nhiên mà có được Trung Quốc mấy ngàn năm này Xã hội đã lấy việc giáo dục đặt lên hàng đầu Nhà cũng như thế Gia giáo là số một Tại sao? Vì mọi người được giáo dục tốt Thì họ đều là người tốt Vì của mỗi người làm đều là việc tốt Người tốt làm việc tốt Cho nên xã hội phồn vinh Xã hội hưng thịnh Cuộc sống đích thực của nhân dân Chính là cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn 360 ngày Người Trung Quốc ưa nói 360 ngày Tại sao? Vì một năm có 360 ngày Từ chỗ này mà ra Đây chính là nói về nghề nghiệp trong xã hội Tất cả nghề nghiệp Nghề nào tốt đẹp nhất Người ta ưa thích nhất Nói cho quý vị biết Chính là làm quan Học không giỏi thì làm lính Đánh giặc Tại sao vậy? Vì ngày này có địa vị rất cao Họ là quan viên Đối xử không tệ Khó khăn nhất là cái gì? Không có việc gì làm Vì sao không có việc? Vì không có vụ án nào Không có ai phạm tội Cho nên làm quan là ngày thoải mái nhất nghề nhàn rỗi nhất Chúng tôi đọc Tứ Khố Toàn Thư Những tập trong Tứ Khố Toàn Thư là văn học Quý vị hãy xem bên trong đó Hơn một nửa đều là ghi chép lại việc làm quan Họ không có việc làm Ở trong nhà làm thơ Viết từ, viết văn chương Du sơ ngoạn thủy Cả tháng trời mới được mấy vụ án Là quá lắm rồi, nhiều lắm rồi Thế mới hiểu được sự tốt đẹp của xã hội lúc đó Chính là nhờ gia giáo của mỗi người dạy họ sống tốt Trong xã hội không có ai hại ai Không gây án mạng Cho nên làm quan rất nhẹ nhàng Làm vua thì gọi là buông tay mà trị Vua cũng không có việc làm Thiên hạ Thái Bình Đó là Thái Bình Thiên Tử Giáo dục làm thành công ngày nay chúng ta xem xã hội bây giờ xã hội hôm nay trong các ngành nghề khổ nhất là nghề gì là làm quan vô cùng khổ sở giải quyết vụ án không hết trước đây làm quan không có vụ án nào cả bây giờ thì giải quyết hoài cũng không xong tại vì sao vì giáo dục lơ là người học hư hỏng Đặc biệt là do hai thứ Đem dạy dân chúng hỏng hết Dạy cho toàn thể xã hội rối thêm Hai thứ ở đây là cái gì? Thứ nhất là truyền hình Thứ hai là internet bây giờ Gặp mỗi người quý vị hỏi thử xem Một ngày xem tivi bao nhiêu tiếng đồng hồ Đây là làm giáo dục Truyền hình đã dạy họ cái gì? Dạy họ bạo lực tình dục Sát đạo dâm vọng Điều này có thật không phải giả dạ. Chỉ cần những thứ này còn tồn tại Muốn xã hội được hòa bình yên ổn Thì diễn diễn không bao giờ làm được Vấn đề này không thể không biết Hai thứ này sẽ quỷ diệt một quốc gia Quỷ diệt một dân tộc Sau cùng là quỷ diệt cả thế giới Quá nguy hại Vấn đề này chẳng phải tôi cảnh giác đâu Mà do thầy của tôi là Phương Đông Mỹ Tiên Sinh Ngài nói cho tôi biết Thời trai trẻ tôi ở Đài Loan Lúc đó tôi còn nhỏ tuổi Khi đó Đại Khái khoảng 40 tuổi Ba bốn mươi tuổi Đài Loan từng có một lần Đề xướng phục hưng văn hóa Trung Hoa Một hôm nọ, có ba vị quan viên của Bộ Giáo dục đến nhà của Thầy Phương, thỉnh giáo người nhà của Thầy. Ngay hôm đó tôi cũng ở đấy, tôi ở tại nhà Thầy. Những quan viên này đã đề xuất một vấn đề rằng chính phủ đang đề xuất phục hưng văn hóa Trung Hoa, nên làm như thế nào cho chú đáo. Sau khi thầy Phương nghe xong câu hỏi này Ít nhất là 5 phút đồng hồ Biểu lộ dáng vẻ nghiêm túc Một câu cũng không nói Sau 5 phút thầy bắt đầu nói Thầy nói có Phương pháp thì có Họ bèn hỏi phương pháp đó là gì Ngài nói Thứ nhất, lúc đó ở Đài Loan có ba đài truyền hình Truyền hình phải đóng cửa Đài Loan còn có mấy mươi đài truyền hình vô tuyến Tất cả phải dẹp bỏ Báo chí ngừng phát hành, tạp chí ngừng xuất bản Ba vị quan viên này la lên Thầy, việc này không thể làm được Thầy Phương bèn nói Những thứ này hàng ngày đang phá hoại văn hóa Truyền thống của Trung Quốc chỉ cần tồn tại những thứ này anh lại muốn hưng phục ư ừ. làm không được đâu lời này là chân thật một chút cũng không giả dạ dối cho nên hiện tượng xã hội của đài loan mãi đến bây giờ vẫn còn hỗn loạn cảnh báo của thầy phương Lúc đó những quan viên này lại hỏi Nước Mỹ bây giờ là cường quốc số một của thế giới Họ đặt câu hỏi khá hay Thầy nói La Mã sẽ có một ngày diệt dòng Xin hỏi thầy Nước Mỹ tương lai diệt dòng Nhân tố đầu tiên là cái gì Ngay lập tức thầy Phương trả lời Truyền hình Nước Mỹ tương lai sẽ diệt dòng Nguyên nhân của nó là do truyền hình Sau đó đặc biệt nói rõ cho họ biết Đài Loan chưa đạt đến mức độ này Truyền hình Đài Loan nếu cuồng giọng như Hoa Kỳ Không có hạn chế của nó Thì sau những chương trình vừa xuất hiện đó Đài Loan cũng sẽ tiêu luôn Giáo dục Nên biết điều quan trọng ở đây là cái gì Là làm chủ giáo dục Ngày nay giáo dục hôm nay không còn là vấn đề quan trọng của quốc gia nữa Phương tiện truyền thông mới là quan trọng Cho nên những người làm quan đáng thương Vô cùng đau khổ Giải quyết công việc không xong Bây giờ tự do dân chủ rồi Thời xưa không có đâu Lúc đó là thời đại quân chủ Ngôn luận không được tự do Phát hành báo chí cũng không được Chính phủ phải đảm bảo đời sống tinh thần của nhân dân Họ có sứ mạng đó cho nên họ có tiêu chuẩn Những tiết mục văn nghệ trình diễn Phải có tiêu chuẩn Tiêu chuẩn của nó như trong luận ngữ đã nói Tư vô tà suy nghĩ không tà Những tiết mục muốn biểu diễn Đều phải phù hợp tiêu chuẩn này Không thể để quần chúng sau khi xem xong Khởi lên tà tứ tà niệm Họ áp dụng tiêu chuẩn đó Bạn xem thời xưa họ đã dùng đến ba chữ này Tiêu chuẩn của ba chữ này Tại Trung Quốc đã dùng nó mấy ngàn năm rồi Chỉ cần để người ta tiếp xúc được Nhìn thấy được Nghe được rồi mà sinh ra tà niệm Thì quyết định cấm hẳn Bây giờ bắt chước người ngoài quốc Cái này phải là tự do dân chủ Thì xong rồi Nhân dân phải chịu khổ Phải chịu nạn Trong cuộc sống của chúng ta Dẫn may vô cùng ở đây là gặp được Phật Pháp Gặp được Phật Pháp rồi Thì cuộc sống này không còn khổ nữa Cuộc đời này sống rất hạnh phúc Rất viên mãn. Điều này Thầy Phương ban đầu đem Phật Pháp giới thiệu cho tôi Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người Tôi học được Năm tới là tròn 60 năm Tôi giảng kinh dạy học đã 52 năm Năm tới là ngũ thập tam tham Tức là 53 tuổi Hạnh phúc mỹ mãn vô cùng Lời của Thầy Phương là thật Không chút dạ dối Phật Pháp đã giảng cái gì? Chân tướng của nhân sanh và vũ trụ Chân tướng của nhân sanh và vũ trụ Là mục tiêu cuối cùng Của triết học cần phải học Cũng là mục tiêu sau cùng của khoa học nhưng mục tiêu sau cùng này kỹ thuật khoa học trước mắt so với trong kinh Phật loại vẫn còn lạc hậu rất nhiều trí tuệ của Đức Phật ở đâu mà có Phật nói trí tuệ của Phật mỗi người trong chúng ta ai ai cũng có một chút cũng không nghi ngờ tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ của như lai do vậy giáo học của Phật không có gì khác tức chính là đem tự tánh của quý vị đức tướng trí tuệ vốn có của quý vị khôi phục lại Điều này Ngài muốn giảng là cái này Đức tướng trí tuệ của chúng ta sao mất tiêu rồi Làm sao quên mất rồi Ngài nói Chính là do kiến tư phiền não Trần sa phiền não Vô minh phiền não Ba loại phiền não này đã làm chướng ngại Cho nên Phật dạy chúng ta phải buông xả Buông xả kiến tư chính là không chấp trước Bất luận đối nhân xử sự, sự tiếp vật Không có suy nghĩ đối lập Có đối lập thì sai rồi Không có đối lập thì nó hài hòa Tự tánh vốn hài hòa Không có đối lập Không có khống chế Không có chiếm hữu Khởi tâm động niệm là vì người khác Không phải vì mình Tại sao vậy? Vì mình và người vốn không hai Lợi ích cho người khác đích thực chính là lợi ích cho mình. Lợi ích cho xã hội chính là lợi ích chân chánh cho gia đình. Điều này Phật pháp nói là phước báo quý vị tu phước. Đạo lý này rất là thâm sâu. Chúng tôi học 59 năm mới hiểu rõ ràng, mới thông suốt được. Các khung quả phước có nhân của mình thì quả cũng của mình chẳng liên quan gì đến người khác cả. cho nên hôm nay chúng ta học được chỗ này dạy bạn niệm a di đà phật niệm a di đà phật lợi ích rất nhiều kể không hết lợi ích đầu tiên xin nói cho bạn biết đó là thân tâm khỏe mạnh ở tuổi trung niên trở lên hạnh phúc thật sự chính là thân thể khỏe mạnh quý vị giàu có Địa vị cao nhưng thân thể của quý vị không được khỏe, thường hay sanh bệnh, đây là khổ. À, Giàu mà không vui, sang trọng mà chẳng vui, thì không bằng nghèo mà vui sướng, bần tiện mà an nhàn, vui vẻ. Có người ở trên đời này cần niềm vui, niềm vui và phú quý không liên càng. Vậy liên quan với cái gì? Trí tuệ. Đối với nhân sinh vũ trụ Tánh tướng lý sự Nhân quả đã hiểu tương tận rồi Thì vui sướng biết bao Tôi từ đâu sanh ra Tương lai tôi chết rồi sẽ đi về đâu Cần phải hiểu rõ ràng tương tận Một tí cũng không mơ hồ Vấn đề này nói chung Người thế gian không cách nào làm được Phật nói cho chúng ta biết cái này là thật không phải giả, chính xác muôn ngàn một chút chẳng giả. Quý vị nghĩ xem, môn học này tốt đẹp nhường nào. Duyên mạng, biết bao đáng được học tập. Xin tiếp tục xem lại như nguyện thứ 18, trong đó viết rằng khi tôi làm Phật, tôi là tên tự xưng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhân dân trong quốc độ chư Phật Thực hành đạo Bồ Tát Thường dùng tâm tịnh khiết niệm ta Tịnh khiết tâm chính là thanh tịnh tâm Thì khi lâm chung ta cùng vô số chúng tỷ kheo Hiện đến tiếp dẫn họ Đứng ở trước ta Tức sanh về nước ta Làm ai duy diệt trí Nguyện này rất hay ngài phát ra nguyện này. Nhưng mà nguyện của ngài đã thực hiện xong. Nếu không làm tròn lời nguyện thì ngài không thành Phật. Phật A Di Đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc là đã thành Phật, thuyết minh về 48 lời nguyện của ngài, nguyện nguyện đã thực hiện xong. Ở đây thì 18 lời nguyện thôi, mỗi lời nguyện trong đó rất hay. Trước kia ngài hành đạo Bồ Tát hành đạo bồ tát là học phật làm phật tức là đã thành tựu rồi tu học viên mãn đạt được học vị này học vị cao nhất này đức phật ngài đã đạt được cho nên phật pháp không phải là tôn giáo trong tôn giáo chỉ có thần con người không thể thành thần không thể bình đẳng với thần phật giáo không phải vậy Phật giáo là giáo dục. Đức Phật là một học vị cao nhất mà mọi người đều có thể đạt được. Cũng giống như học vị tiến sĩ ở trường. Bạn chỉ cần tu học đàng hoàng thì nhất định bạn sẽ lấy được nó. Cho nên Phật thì rất nhiều. Không giống như thượng đế chỉ có một, thần cũng chỉ có một. Phật thì ở đâu cũng có. Phật ở trong các ngành nghề. Phật ở trong nam nữ, già trẻ, bé lớn do vậy cần phải hiểu rằng nó là danh xưng của học vị bồ tát cũng như thế a la hán cũng như thế đều là tên gọi của học vị mà thôi nhân dân trong nước của chư phật cõi nước chư phật chính là hết thảy chư phật lãnh thổ ngài dạy học nhân dân trong lãnh thổ này được học tập với ngài vấn đề này ở trong kinh chúng ta thấy rất rõ ràng rồi rất nhiều bạn đồng học tụng kinh địa tạng rất giỏi ở trong kinh địa tạng quý vị sẽ phát hiện phát hiện cái gì phát hiện rất nhiều tín đồ tôn giáo đã học phật với phật nhưng phật không kêu họ phải từ bỏ tôn giáo của họ thì bạn mới biết được phật chỉ dạy học bất luận tín ngưỡng tôn giáo nào đều có thể đến học phật đến câu học giống như ở nhà trường vậy nhà trường học sinh rất nhiều tín ngưỡng tôn giáo cũng không giống nhau nó đều đi đến trường nó cũng được đến lớp để học tập với thầy giáo điều này bạn cần phải biết bạn đã đọc rõ ràng rồi bà la môn nữ là một tín đồ của bà la môn giáo bà la môn giáo chính là ấn độ giáo bây giờ tiền thân của ấn độ giáo là bà la môn giáo không cần dạy họ cải đạo Cô ấy là học sinh giỏi của Phật Đệ tử giỏi Cô ấy cũng là tín đồ tốt của bà La Môn Giáo Phật không bảo cô ta phải từ bỏ tôn giáo Rồi đến đây học Điều này nhất định phải hiểu Đạo Phật là dạy học, là giáo dục Dạy cái gì? Dạy quý vị khai mở trí tuệ Vậy quý vị làm sao hiểu rõ được Thật tướng của nhân sinh vũ trụ Vậy quý vị biết Phải làm thế nào để khơi dậy tánh linh của chính mình Làm như thế nào để thay đổi phẩm chất cuộc sống của bạn Cái để học ở đây rất nhiều Phong phú hơn so với đại học ngày nay rất nhiều Kinh Địa Tạng chính là giáo án dạy học của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thị Điều này quý vị nên biết. Lúc ngài còn tại thế chưa có chữ viết. Những giáo án này là sau khi ngài qua đời, do những học sinh của ngài từ trong trí nhớ của mình ghi chép ra, lưu truyền cho hậu thế, giống như khổng tử vậy. Khổng lỡ phu tự khi còn sống dạy học Không có giảng nghĩa Cũng không có tài liệu gian tự phát cho mọi người Không có Luận ngữ Là sau khi khổng tử chết rồi Học sinh Mới đem những lời nói của ông Ghi chép lại Thành một cuốn sách Lưu truyền hầu thế Tích ca ra đời sớm hơn khổng tử một chút đại khái cùng thời đại với lão tử cho nên chúng ta đối với phật đà phải hiểu biết quý vị không hiểu biết mô quán tin theo nói sao làm vậy thì thành ra mê tín rồi tôn chỉ dạy học của phật pháp là phá mê khởi chánh tính tại sao quý vị còn mê tín đâu có đạo lý này điều này chúng ta không thể không biết đặc biệt là xã hội bây giờ còn rất nhiều người nảy sinh hiểu biết sai lạc đối với phật giáo cách nhìn sai lầm thời chúng tôi còn trẻ tuổi cũng không ngoại lệ cũng chịu sự ảnh hưởng của thầy giáo nhà trường thầy dạy học nói cho chúng tôi biết tôn giáo là mê tín phật giáo là tôn giáo đứng trên phương diện tôn giáo phật giáo là tôn giáo thập nhất tại sao vậy vì tôn giáo cấp cao thì chỉ có một ông thần chỉ có một ông thôi phật giáo thì phiến thần giáo đa thần giáo cái gì cũng bái lại Đây là tôn giáo cấp thấp Từ nhỏ chúng tôi đã bị dụ dỗ bởi lý luận này Cho nên cả đời không có ý muốn đi tìm tôn giáo Không tiếp cận, không gặp nó Nhân duyên học Phật của tôi là bắt nguồn từ khi tôi học trước học với thầy Phương Đông Mỹ Thầy dạy cho tôi một bộ triết học khái luận Môn học sau cùng nhất là Triết học kim Phật Tôi cảm thấy kỳ lạ Phật giáo là một tôn giáo cấp thấp Nhưng tại sao nó lại có triết học Thầy giáo Phương nói với tôi Anh còn trẻ không hiểu Thầy lại nói Thích Ca Mâu Ni Phật là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới này Anh học triết học thì đây là triết học gia rồi Hồi giờ chưa nghe qua Triết học Kinh Phật là đỉnh cao nhất của nền triết học trên toàn thế giới Cũng chưa nghe ai nói qua Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người Ngay tại lớp học này tôi bị Thầy Phương xoay chuyển cách suy nghĩ của mình Tôi bèn hướng về ông ý thịnh giáo Tôi nói thầy học được điều này từ đâu vậy? Thầy nói với tôi Trong thời kỳ kháng chiến Thầy dạy học ở Đại học Trung ương Thầy là một chức học gia Lúc hai mươi mấy tuổi Thì trở thành giáo thọ nổi tiếng Giáo thọ lương danh rồi Có một thời gian thầy bị bệnh Nằm dưỡng bệnh tại núi Nga Mi thời gian kháng chiến chính phủ đặt ở trùng khánh nên đại học trung ương cũng giống như một thành đô vậy thầy ở núi nga mi dưỡng bệnh thầy nói lúc đó ở trên núi trên núi rất thanh tịnh về sau tôi lại đến đó hai lần trên núi không có báo không có tạp chí sách gì cũng không có chỉ có kinh phật thầy bèn lấy kinh phật làm niềm vui mỗi ngày đều xem kinh phật càng xem càng thú vị từ đó về sau thầy không thể xa rời kinh phật hàng ngày thầy đều xem kinh phật thật sự phải nói là chúng tôi đã mê mê với kinh phật phát hiện kinh phật là đại trí thức phát hiện trong triết học có rất nhiều vấn đề không thể nào giải quyết được nhưng ở trong kinh phật đều có đều tìm được đáp án do đó thầy phương nói với tôi ông nói Triết học trong kinh Phật Anh cần phải học nó Không ở trong các chùa Chùa miếu không có nó Tôi hỏi tại sao vậy Chùa chiền trước đây người xuất gia thực học Có đạo đức lại có học dẫn Thầy nói Hiện tại chùa chiền Những người xuất gia này họ không học Tôi mới hiểu ra rằng Ông ta nói anh cần nên học Anh hãy học từ trong kinh điển Lời này Thật sự mà nói vô cùng quan trọng Nếu không nói lời này Nếu tôi đi đến chùa miễu gặp những người xuất gia này Đi thảo luận với họ, cầu học nơi họ Họ trả lời không xong Thì tôi sẽ hoài nghi Thầy giáo nói lời này là có vấn đề May mà thầy nói ra trước Anh nên đi tìm kinh điển Không nên đi hỏi người xuất gia Sau này tôi cũng gặp được người xuất gia Gặp được chương gia đại sư Tôi xin cầu học với vị này Người này rất đặc biệt Có duyên đặc biệt với tôi Đại sư rất hiền lành Sự tu hành của vị này Đã cảm động đến những người thanh niên như chúng tôi có một hôm tôi tiếp xúc với đại sư câu nói đầu tiên tôi thỉnh giáo đại sư tôi nói con từ thầy giáo phương biết được phật pháp là nền triết học cao thượng là đại trì thức con xin hỏi đại sư trong nhà phật có phương pháp gì khiến con nhanh chóng thể nhập được nó hay không với vấn đề của tôi vừa hỏi chuyên gia đại sư chỉ nhìn tôi tôi cũng nhìn ngài cả hai chúng tôi nhìn nhau hơn nửa tiếng đồng hồ một câu cũng không nói hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua đại sư mới cất lời nói một câu có chữ có này đã khiến chúng tôi chấn động đại sư lại im lặng sau 7-8 phút đồng hồ đại sư mới nói cách nói của đại sư rất chậm từng chữ từng chữ một nhìn được thấu buông được xuống cuộc hội ngộ lần thứ nhất thời gian khoảng hai tiếng đồng hồ nói chuyện không quá mười câu mười mấy hai mươi năm sau tôi mới hiểu được sự việc tại sao lại như vậy đây là cách thức dạy học của phật pháp Thanh niên như chúng tôi Nóng lòng thấp thỏm Đặt vấn đề như thế Nhưng không trả lời quý vị Cứ nhìn quý vị Đợi khi cơn nóng dội của quý vị lắng dịu xuống rồi Tâm của quý vị định trở lại rồi Mới nói cho quý vị hay Lúc này những gì nói với quý vị Quý vị nghe mới tiến bộ Nghe rồi sẽ khai ngộ sẽ nhớ lâu hơn Cuộc đời của quý vị sẽ không còn thói chuyện nữa Từ chỗ này chúng tôi mới thấy được Cách dạy học của các bậc đại đức thời xưa Sau khi tôi hiểu được Tôi cũng từng dạy học ở nhà trường mấy năm Nhìn thấy tâm đánh nóng dội của học sinh bây giờ Mức độ dội dàng lo âu đó vừa hơn tôi gấp 10 lần Tôi lúc đó thầy giáo quở trách tôi tâm dội vàng thô thảo Muốn tôi phải định tâm trở lại Tâm tạnh nóng dội của học sinh thời này Muốn định tĩnh cũng không thể được Do vậy tôi không muốn làm thầy giáo nữa Tôi không đi dạy nữa Nhưng tôi rất muốn Thường được nói chuyện với các vị thầy giáo Các vị đó còn dạy học sinh bây giờ thật sự mà nói rất khó dạy nó bị truyền hình internet làm hư rồi quý vị làm sao có thể dạy chúng nó hồi đầu đây thật khó khăn vô cùng những tình trạng này bây giờ chúng ta không thể không giải quyết cho nên việc dạy học hôm nay của chúng ta cách thức chọn lựa là dùng truyền hình mạng internet Chúng ta sử dụng mạng lưới Internet Đến nay đã được 15 đến 20 năm Sử dụng cách thức này Chúng ta dùng truyền hình vệ tinh đã được 8 năm nay Công cụ này rất hay Điều này cũng được Thầy Phương nói cho tôi biết Công cụ đó rất tuyệt vời Trong tương lai nếu có điều kiện thì sẽ dùng đến nó Dùng công cụ này để dạy học Thì nó như một người thầy Có thể đứng ngang hàng Mua ngàn thầy giáo khác Có loại phương tiện này Quốc gia xã hội sẽ được nhờ Mấu chốt là ở nơi người lãnh đạo quốc gia Người lãnh đạo phải chừng chảnh giác ngộ Thỉnh mời vài vị thầy giáo giỏi Bồi dưỡng cho Năm sáu mươi học sinh Lúc này có thể sử dụng truyền hình Nhưng truyền hình này Luôn luôn ở một tần số nhất định Truyền thông giáo dục Để cho những người dạy học này Ngày đêm không ngừng Một môn học là một giờ đồng hồ Hai mươi bốn tiếng đồng hồ Không bị gián đoạn Cả thế giới đều học được Thầy giáo không đủ Có thể cho phát lại Giống như chúng ta bây giờ chia ra phát lại ba lần Mỗi lần tạm tiện Tạm tiếng tạm tiếng, tiếng Phối hợp với thời gian bất đồng của từng khu vực Trên toàn thế giới Thì họ có thể xem được Hiện tại chúng ta mỗi ngày phát ra 8 tiếng đồng hồ Nhưng phát lại có hai lần thôi Nếu như nhà nước kêu gọi Toàn dân phải học tập Giống như xã hội xưa Thì tôi nghĩ rằng một năm Xã hội sẽ ổn định Thiên tai cũng không còn Do đâu mà thiên tai không còn Đây chính là câu hỏi lớn Trong kinh Đức Phật đã giảng tương tận rồi Chẳng phải một hai câu nói rõ ràng được Bởi vì suy nghĩ của con người Có thể ảnh hưởng đến cỏ cây hoa lá Ảnh hưởng đến núi sông đại địa Những nguyên lý nguyên tắc này Chân tướng sự thật của nó Đã được Kinh Hoa Nghiêm giảng giải rõ ràng tương tận rồi Đây là đệ nhất kinh của nhà Phật Giảng tác đơn giản nhất nữa Chính là bộ kinh vô lượng thọ Trong đây nói Nhân dân các nước có người hành Bồ Tát đạo, tức là đã học Phật. Người học Phật chính là đang đi trên đường đạo Bồ Tát. Bồ Tát là tiếng Ấn Độ, nghĩa của nó là giác ngộ. Chúng ta không muốn mê mờ nữa, chúng ta muốn đi con đường giác ngộ. Giác ngộ là đối với tất cả sự vật trong vũ trụ này, đạo lý quá rõ ràng minh bạch. Chúng ta tiếp nhận lời giáo huấn của Đức Phật Nương theo phương pháp của Ngài dạy để học tập Điều này thật vô cùng quan trọng Nếu quý vị muốn đời này mình thăng hoa Không còn cách nào khác Phải buông bỏ phiền não Xả bỏ tập khí Điều này rất quan trọng Tập khí phiền não của bạn Không buông xuống những chướng ngại đó Chướng ngại gì? Chướng ngại sự giác ngộ của quý vị Chướng ngại sự thăng tiến của quý vị Thường niệm ngã Tịnh khiết tâm Tịnh khiết tâm phía sau đã nói Chính là thanh tịnh tâm Nên biết rằng Phật A di đà Tâm của Ngài rất thanh tịnh Vì Ngài đã giác ngộ Ngài đã buông xả Tâm của Ngài rất bình đẳng Ngài đã làm tấm gương cho chúng ta noi theo. Chỉ cần chúng ta niệm Phật, niệm đạt đến tâm thanh tịnh, thì sẽ tương ứng với tâm của Đức Phật A Di Đà, thanh tịnh tâm của Ngài, ta cũng có tâm đó. Tâm tâm tương ứng. Quý vị cho rằng thế giới cực lạc không có vấn đề. Nguyện vọng của bạn đạt được rồi. Khi thọ mạng hết, ta và chúng tỷ kheo nhiều vô số ta là chỉ cho Phật A Di Đà dẫn theo chúng tỷ kheo nhiều đông không thể kể hết bay đến trước họ ngài đến tiếp dẫn quý vị đứng ở trước mặt quý vị nhiều giác quý vị sang thế giới cực lạc tức là sanh về nước của ngài dẫn quý vị đến thế giới cực lạc đằng sau câu nói có thể dễ dàng làm A Duy diệt Trị A Duy Việt Trị là tiếng Ấn Độ Phản Văn Nghĩa của nó thế nào? Là bất thối chuyển Bồ Tát Ở đây không phải là Bồ Tát thông thường Do đó một nguyện này bạn phải ghi nhớ Trong nguyện thứ 18 nói Mười niệm tất sanh Ở đây hán dịch là làm a duy việt trí bồ tát a duy việt trí bồ tát tức là đã thành phật kinh hoa nghiêm thuộc hệ giáo lý đại thừa thường nói có ba loại phiền não không chấp trước Tức là quý vị đã chứng được a la hán Không phân biệt quý vị chứng được Bồ-Tát Không khởi tâm không động niệm Quý vị là Phật rồi a duy diệt trị không khởi tâm động niệm Nên biết Chúng ta giảng sanh là mang nghiệp giảng sanh Chúng ta không có năng lực cao như thế Thậm chí Đến như chấp trước cũng không chịu buông xả hết Chỉ có thể nói rằng Chúng ta còn phân biệt chấp trước chút ít thôi không còn nhiều giống như trước đây nữa Bây giờ giảm bớt đi tí rồi Thì sự công phu này sẽ có thể giảng sanh Giảng sanh về thế giới cực lạ Sẽ làm A Duy Việt Trí Bồ Tát đây là nhờ sự gia trì thần thông Uy đức và trí tuệ của Phật A-di-đà Nói cách khác Điều này là do Ngài ban cho ta Chẳng phải do ta tu mà được Vấn đề này rất hay Trong tất cả các kinh Phật Xưa nay chưa từng nói qua Chỉ có trong kinh này nói Chúng ta tin rằng Phật không bao giờ nói dối Từng câu từng chữ của Đức Phật Đều là chân thật A duy Việt trị Là quả vị bất thoại. Địa vị này của Bồ Tát không còn thối chuyển Hành bất thoái Niệm bất thoái Do đó duyên chứng tam bất thoái Chứng đắc duyên mạng tam bất thoái à, yeah. Nói một cách nghiêm túc Đến lúc này mới là thật chân chánh Sự tu hành của Bồ Tát Tu đến địa vị nào mới là chân chánh Viên mạng chứng đắc tam bất thoái Địa vị thứ bảy Địa vị cao Nhưng vấn đề chứng đắc Ở hàng sơ trụ của duyên giáo thì đã chứng đắc rồi Siêu diệt thật pháp giới Những người như thế Sanh về thế giới Thật báo trang nghiêm Không ở đồng cư độ Hay phương tiện nữa Do vậy có thể biết Sanh ở đồng cư độ Là thuộc hạ hạ phẩm giảng sanh Cũng là a Duy diệt trí Bồ Tát Hoàng đắc trở lại Tại sao Bồ Tát trong mười phương Muốn giảng sanh về thế giới cực lạc Đạo lý chính là ở chỗ này Không có phân biệt Bạn đang ở trong cõi nước của Đức Phật khác Mong muốn tu đạt đến cấp bậc này Thật không dễ Thời gian tu rất dài Về thế giới cực lạc rồi Vừa bước vào cõi này Thì sẽ chứng đắc Cho nên pháp môn này còn gọi là pháp môn khó tin Đoạn sau có nói Hoàng lão còn ghi chú ở trong đây Tịnh khiết tâm tức là thanh tịnh tâm Cũng là cầu thanh tịnh ở trong giảng sanh luận Phật danh Vô lượng thanh tịnh Phật Phật tâm là vô lượng thanh tịnh tâm Tóm lại cầu nhất Pháp tức là cầu thanh tịnh câu thanh tịnh này tức là chỉ cho pháp thân vô di trí tuệ chân thật cũng tức là câu phật hiệu quy kết lại không ngoài bốn chữ a di đà phật a di đà phật chính là thanh tịnh trí tuệ a di đà phật chính là thanh tịnh a di đà phật chính là vô di pháp thân người niệm phật nên hiểu được những ý nghĩa này người ta muốn hỏi tại sao phải niệm phật a di đà không biết niệm a di đà phật có lợi ích gì chăng trả lời không được vậy ai dám tin tưởng quý vị đây muốn tin tưởng quý vị nhưng người kia bảo là mê tín cũng chẳng sai anh ta mê tín mê tín nên nghĩ có thể đạt được lợi ích gì không thật không phải vậy cho nên các đồng học phải biết học phật không đến lớp biết đâu mà hành trì Khi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thì Cả đời Ngài lên lớp dạy học Không vậy chúng ta tụng kinh Lúc đó chưa có kinh sách Một quyển cũng không có Ngày ngày chỉ nghe Ngài thuyết giảng Nghe rõ ràng Nghe hiểu rồi Thì đem tất cả những suy nghĩ bất thiện Sửa đổi trở lại Vậy gọi là tu hành cho nên tu hành Hai chữ này tu là sửa đổi Hành là hành vi Hành vi sai lầm sửa đổi trở lại Gọi là tu hành Danh từ này phải hiểu cho rõ Hành vi có ba loại lớn Thứ nhất là tư tưởng Thứ hai là lời nói Thứ ba là sự tạo tác của thân thể Tư tưởng chính là hành vi của tâm Lời nói là hành vi của miệng sự tạo tác của thân thể là việc làm của thân Hành vi thì còn nhiều Nhưng không ngoài ba loại thân khẩu ý này Ý chính là tâm bao quát tất cả rồi Ba loại hành vi bất chánh sai lầm này Hãy sửa đổi nó chân chánh trở lại Đây gọi là tu hành Ngày nay rất ít người hiểu được Ý nghĩa đích thực của danh từ này cái gì gọi là tu hành Mỗi ngày gõ mỏ tụng kinh lạy Phật Gọi đó là tu hành ừ Không phải Hàng ngày tụng kinh Hàng ngày lạy Phật Nhưng còn suy nghĩ lung tung Hành vi của bạn hoàn toàn chẳng liên can gì Vậy làm sao có thể được lợi ích Phải thật sự thay đổi trở lại những ý nghĩ ích kỷ riêng từ là hành vi sai lầm Danh gian lợi dưỡng là hành vi sai lầm Tham luyện ngũ dục lục trần là sai lầm Đem những suy nghĩ sai lầm này tu sửa trở lại Từ đâu mà tu? Xin thưa quý vị phải từ nơi căn bản mà tu Đức Phật thường giảng Nhờ giới được định, nhờ định khai tuệ Ba nguyên tắc này Hôm nay chúng ta nhìn lại xem Hàng đệ tử tại gia của Hấp Phật Thập thiện nghiệp đạo vẫn chưa làm được Đệ tử xuất gia của Đức Phật Sa Di Luật Nghi Vẫn chưa làm xong Chưa làm được là còn giả chẳng phải thật Tại sao họ vẫn chưa làm được Họ không có nền tảng Do đó muốn học Học cả đời cũng học không giống Tu hành nhất định phải có nền tảng Nền tảng thứ nhất là Đệ tử quy Đệ tử quy quý vị làm chưa xong Thì thập thiện nghiệp đạo Sao có thể làm được Không thể nào Sau đó nữa quý vị làm càng không được Cho nên chúng ta phải biết Trước tiên phải có nền tảng Hiện giờ không có nền tảng Mà muốn tu hành hay theo từ những nền tảng trước mà khởi cũng giống như một ngôi nhà vậy ở trong phật pháp đệ tử quy là cơ sở của chúng ta giống như cái móng của ngôi nhà Cảm ứng thiên như là làm móng nhà vậy Hai loại này nền móng đã vững rồi mới xây nhà lầu được Thập thiện nghiệp đạo là tầng thứ nhất Sa di luật nghi là tầng thứ hai Tầng trên của nhà lầu Lên cao nữa Tỷ kheo là tầng thứ ba Bồ tát là tầng thứ tư do đó hôm nay một tầng cũng không thể thành tựu cơ sở là không có nho và đạo khi xưa phật ở ấn độ người thời đó tại sao tu dễ thành công lúc đó có tiểu thừa có tiểu thừa phật giáo trong tiểu thừa giảng lý luận nói đạo đức nói nhân quả cho nên trong kinh phật dạy cho chúng ta ở trong phật tạng kinh có đoạn nói phật tử trước không học tiểu thừa sau học đại thừa thì chẳng phải phật tử phật nói mấy câu này rất quan trọng học phật không từ trên cơ sở nền tảng mà bắt đầu học từ đại thừa phật nói phật không tán đồng phật không công nhận cũng giống như đi học khi nhỏ quý vị phải học từ mẫu giáo tiểu học trung học đại học nó phải bỗng dưng lên đại học liền mà trước đó không học gì cả không ai thâu nhận quý vị đâu cho nên kinh tiểu thừa trong đại tạng kinh rất đầy đủ tứ a hàm chính là kinh tiểu thừa tôi không được học những kinh đó Chương gia đại sư nói với tôi Ngài nói Tam tạng gian tự Bali Của nam truyền So với Tứ A Hàm Bằng kinh điển chữ Hán của chúng ta Chỉ nhiều hơn 50 bộ Vậy mà phiên dịch rất hoàn chỉnh Tổng cộng gần 3.000 bộ 3.000 bộ kém hơn 50 bộ Khoảng cách sai lệch này vô cùng nhỏ Do đó có thể biết Kinh tiểu thừa truyền sang Trung Quốc Thì đã hoàn bị rồi tiểu thừa ở vào thời kỳ nhà tùy nhà đường đã có hai tông phái đây là cơ sở để học phật khoa một mang tính chung không thể không học đó là câu xá tâm và thành thật tâm nhưng hai tông phái này cuối đời nhà đường đã bị suy yếu đời nhà tống thì không còn nữa bây giờ rất nhiều người không biết đến sự tồn tại của hai tông phái này thế là giữa thời nhà đường về sau Người Trung Quốc chúng ta rất thông minh Chẳng học tiểu thừa Vậy đã học gì? Dùng nho và đạo thay thị Nho và đạo là sản phẩm của Trung Quốc Nội dung của nó Không thua kém Phật giáo tiểu thừa Những gì trong đó nội còn viên mãn hơn tiểu thừa Do đó người xuất gia Và cư sĩ tại gia ở Trung Quốc Không ai không đọc tứ thư ngũ kinh Mọi người đều đọc sách của Lão Trang Lão Tử, Trang Tử Họ đã dùng cái cơ sở này Để học đại thừa Phật giáo Cho nên một chút chướng ngại cũng không có Quý vị xem Đời tùy đường đến nay đã hơn 1.700 năm rồi Hơn 1.700 năm nay Đã bao triều đại trôi qua Các bậc cao tăng thạc đức Những cư sĩ tại gia Người tu hành thành công không ít Hơn hẳn hán đường ở đây muốn nói lên rằng Phương pháp này là hiệu suất chính xác Chúng ta có thể tiếp nhận nó Cho nên ngày này, chúng ta học đệ tử quy Học cảm ứng thiên Ban đầu có người đến hỏi tôi Họ nói Những thứ này là của nho giáo Là của đạo giáo Chúng ta học Phật tại sao phải học nó Đặt câu hỏi này Tức là đối với Phật giáo Trung Quốc Đã có 2.000 năm lịch sử Họ không hiểu Nếu họ hiểu thì đã không đặt câu hỏi này Dùng nho dùng đạo để làm nền tảng tu học Cái này chẳng phải tôi đề xuất Mà do các bậc tổ sư ở thời kỳ giữa nhà đường đề xuất Ba nhà thích đạo nho Từ hình thức bên ngoài bạn thấy đó Chiếc áo mặc tuy không giống Hoàn cảnh sống cũng chẳng giống Ngoại trừ hình thức ra Nội dung bên trong thì luôn dung hòa nhất thể Người học nho Cũng có thể đọc Kinh Phật Quyển tứ thư của Chu Hì Biên soạn rất là hay Cảm hứng của ông ta từ đâu mà có Tôi rất hoài nghi Có thể ông ta có được nhờ đọc Kinh Hoa Nghiêm cách lý luận của kinh hoa nghiêm rất đầy đủ có phương pháp tinh tế phía sau còn kèm theo cả luận chứng chúng ta xem tứ thư của ông ta sáng tác và kinh hoa nghiêm rất giống trung dung là lý luận đại học là phương pháp luận ngữ mạnh tử là luận cứ quý vị xem lý luận và phương pháp đi sát với thực tế của cuộc sống khổng tử làm sao chu đáo đến vậy Luận ngữ Mạnh tử sao hay vậy Khổng tử là thánh nhân Mạnh tử là hiền nhân Khánh hiền làm thế nào có được những phương pháp lý luận phù hợp với cuộc sống như thế Tức là họ làm để cho quý vị thấy Vậy chẳng phải giống như kinh hoa nghiêm đó sao Đạo lý và phương pháp của kinh hoa nghiêm Lấy thiện tai đồng tử làm nhân vật chính Thực hiện tham dẫn với 53 vị thiện tri thức Họ làm để cho quý vị thấy cho nên càng đọc tứ thư càng thấy giống kinh hoa nghiêm Khẳng định như thế Vì Chu Hy đã từng học Phật Và trong giới tu sĩ Phật giáo Có không ít cao tăng thạc đức Thường qua lại rất thân thiết với ông ấy Chúng tôi cho rằng có đạo lý của nó Viết một tác phẩm hay như thế từ đoạn sau của cuốn sách ta thấy được Trong quá khứ người Trung Quốc đọc sách Họ không đọc tứ thư này Nói chung tứ thư có thể học thuộc nó Ngày nay ở Luân Đôn Chúng tôi Thấy các trường đại học Newton Đại học Kiếm Kiều Và Đại học Luân Đôn Học sinh khoa hán học của ba ngôi trường này Đều có thể học thuộc lòng tứ thư Chúng tôi không thể không khâm phục Nói chuyện với nhau đều sử dụng tiếng Bắc Kinh làm tiêu chuẩn Đọc những cổ văn của Trung Quốc Không hổ thẹn là Hán học gia của Âu Châu Tôi thấy vậy vô cùng quan hỷ cũng rất lấy làm khen ngợi đoạn sau nói cho nên phát tâm đại thừa trì danh niệm phật khi sắp qua đời được phật tiếp dẫn giảng sanh phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm chính là tôn chỉ của bổn kinh câu này dễ hiểu nghĩa lý bên trong rất thâm sâu phía trước đã nói qua phía sau vẫn còn lặp lại mấy lần nữa sự lặp lại này là có đạo lý của nó tức là muốn gây ấn tượng sâu sắc cho chúng ta thời thời khắc khắc thức tỉnh chúng ta thuyết minh những lời khai thị này vô cùng quan trọng phát tâm đại thừa rất quan trọng phát đại thừa tâm chính là phát bồ đề tâm thế nào là bồ đề tâm những năm gần đây chúng tôi đem bồ đề tâm ở trong kinh luận đã nói làm mới lại tức là Nương vào nghĩa lý trong kinh điển để chỉnh sửa lại. Viết thành 10 chữ, mong mọi người dễ hiểu hơn. Thể của Bồ đề tâm bản thể chính là chân chánh. Chúng ta học Phật là mong tương lai thành tựu. Nếu quý vị không dụng tâm chân thành thì quý vị sẽ không bao giờ thành tựu. Người khác dùng tâm giả dạ dội để đối xử với ta. Ta lại dùng tâm chân thành Vậy chẳng phải thiệt thòi sao Dân bị thiệt thòi Người xưa nói thiệt thòi là phước Quý vị muốn có phước không Phước là cái gì Tức là quý vị đã đến thế giới cực lạc làm Phật rồi Nếu quý vị không muốn làm Phật Muốn bị luân hồi Được rồi Khi họ dùng tâm dạ dối đối xử với ta Ta cũng dùng tâm dạ dối đối xử lại với họ Vậy thì bạn vẫn còn luân hồi trong lục đạo rồi không thoát khỏi lục đạo Nên biết thiệt thòi là phước Người bị thiệt thòi có thể đến thế giới cực lạc Người không thiệt thòi Thì tiếp tục luân hồi trong sáu nẻo Vậy hãy suy nghĩ xem Quý vị có muốn chịu thiệt thòi không Được thiệt thòi mới thật là vui sướng Lợi dụng thì không tốt Lợi dụng thì trong lòng thường hay lo sợ Tâm hồn bất an Thiệt thòi mới tốt cho nên học phật phải học chịu sự thiệt thòi ai không học thiệt thòi thì không có cách nào học phật được không nên chống trái người khác họ chống trái với ta cũng được nhưng ta không nên chống trái với họ họ hủy bán ta cũng được ta không nên hủy bán lại họ họ sỉ nhục ta cũng được ta không nên sỉ nhục họ họ hãm hại ta cũng được ta không được hãm hại họ vì sao vậy vì ta là bồ tát bồ tát đâu có thể làm hại người khác chỉ có bồ tát mới có thể đến thế giới cực lạ lợi ích của thế giới cực lạc lợi ích thứ nhất là vô lượng thọ thọ mạng của chúng ta ở thế giới này rất ngắn ngủi vô lượng thật sự chẳng phải vô lượng giả thật vô lượng thọ nên dùng đại thừa tâm chân thành tâm để đối xử với mọi người thanh tịnh tâm bình đẳng tâm chánh giác tâm tự thọ dụng tức là đối với chính mình đối với người khác dùng tâm từ bi tâm yêu thương đối đãi người phải từ bi nên học theo hạnh của đức phật thích ca mâu ni khi đức phật thích ca mâu ni còn ở nhân địa hành bồ tát đạo thời kỳ học phật Bị vua ca lợi cắt xẻ thân thể Bị sỉ nhục không gì bằng Vô cùng tàn khốc Vua ca lợi đưa ngài đến chỗ chết Ca lợi tức là tiếng Ấn Độ Dịch ra tiếng Trung Quốc là hung bạo Ca lợi dương Người Trung Quốc chúng ta hay nói là bạo quân Bồ Tát bị ông ta giết nhưng bồ tát một chút oán hận cũng không có lại còn nói với vua ca lời tương lai tôi thành phật việc đầu tiên tôi làm là đến độ ông điều này chúng ta nên học tập nghịch cảnh khiến phải chịu cái chết như thế cũng có thể chịu được Ngày nay người khác quỷ bán quý vị dài câu Sỉ nhục quý vị dài câu Quý vị đã chịu không nổi rồi Vậy quý vị có thể học Phật được không? Không thể được Nên nhẫn nhục Trong cái nhẫn có niềm vui Không có gì không thể nhẫn Cho nên nhẫn nại đổi thành nhẫn nhục đây là do các pháp sư thời này phiên dịch đặc biệt dùng danh từ này bởi vì người trung quốc rất coi trọng chữ nhục quý vị xem trong sách xưa thường nói sĩ khả sát bất khả nhục bị nhục không thể chịu đựng nhưng chặt đầu thì không có vấn đề gì không chấp nhận bị làm nhục người trung quốc có khuyết điểm này cho nên chữ nhẫn nại đổi thành nhẫn nhục Nhục có thể nhận Thì không có gì không thể nhận được Nhẫn nhục Hoàn toàn là đối với người Trung Quốc mà nói Gốc của danh từ này Nó vốn là nhẫn nặng Bởi vì người xưa rất coi trọng chữ nhục Cho nên dịch thành nhẫn nhục Học Phật Phải buông xả Buông xả là bố thí Chân thành buông xả siêng năng nhẫn nhục Thì quý vị dễ dàng thành tựu Buông xả không nổi Cái gì không buông xả được Danh lợi Hai thứ này không buông không được Người khác hại quý vị Hủy bán quý vị Quý vị bất năng nhẫn Như vậy làm sao thành tựu được khi quý vị đang bước đi trên mảnh đất Bồ Đề Đạo Một tí cũng không thể dương lên cao Vậy thì sai rồi Tu hành Tức là tu sửa những hành vi sai trái Không thể coi việc nhẫn nhục là hành vi sai trái Không thể coi việc buông xả là việc làm sai lầm đối đãi với người chút từ bi đặc biệt là đối với người hại ta nên đối xử từ bi đặc biệt với họ tại vì sao vì người hại ta sẽ có lợi ích cho ta lợi ích gì đây họ đến thử ta Xem công phu của ta đạt đến giai đoạn nào rồi Ta nên vui mừng Họ thật sự có lợi ích với ta Nhưng có điều tâm của họ chẳng phải là thiện tâm Họ tạo nghiệp Họ tạo nghiệp tương lai sẽ có ác báo Người giúp đỡ ta thăng hoa trên đạo lộ tu hành Nhưng tương lai sẽ chịu ác báo Ta phải xử lý thế nào đây Dùng công đức tu hành của mình để hồi hướng cho họ hy vọng họ trong tương lai khi chịu quả báo hiện tiền cái khổ họ chịu sẽ giảm nhẹ khi chúng ta đã thành tựu rồi phải nâng đỡ dìu dắt họ để báo ân đây là phật pháp đây gọi là học phật quý vị nên làm cho nên phật bồ tát việc đầu tiên là cảm ơn chính những người gây phiền phức những người gây chướng ngại khắp nơi cho ta ta bỏ qua tất cả thì mới dễ dàng thành tựu do đó trong ánh mắt của bồ tát mọi người đều là người tốt mọi việc đều là việc tốt sự thật là vậy một tí cũng chẳng dạ phát tâm bồ đề có được tâm này rồi chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi nhất hướng chuyên niệm dùng cái tâm này chỉ một phương hướng đó là tây phương cực lạc thế giới chuyên niệm a di đà phật ngay trong ý muốn niệm a di đà phật đó chính là đã di dân sang cực lạc thế giới rồi chúng ta được di dân đến thế giới cực lạc Chúng ta được thân cận với Đức Phật A Di Đà, đó là vị thầy tốt nhất. Phật Thích Ca Mâu Ni vì chúng ta mà giới thiệu, mười phương chư Phật cũng vì chúng ta mà giới thiệu. Thế giới cực lạc là hoàn cảnh tốt nhất cho việc học Phật. Chúng ta đến đó rồi là coi như đã thành tựu. Ở thế giới này thành tựu rất khó, thời gian rất dài, đến nơi ấy thì rất nhanh. giảng sanh về thế giới cực lạc cũng như cách nói ngày nay là di dân di dân qua đó rồi thì không còn sanh tử nữa lại như câu thanh tịnh là biểu thị lý thể thực tế lý thể thực tế này chính là chân như bạn tính cũng giống như chỗ nói trong tam tự kinh của chúng ta Nhân chi sơ tánh bổn thiện Lý thể thực tướng là bổn thiện Chữ thiện này chẳng phải thiện của thiện ác Các vị nên hiểu rõ vấn đề này Chữ thiện này ý nghĩa của nó là khen ngợi Vì nó không có chút tơ hào nào khiếm khuyết Hoàng mỹ viên mãn Nó có ý nghĩa như vậy Một chút khiếm khuyết cũng không có Bất luận là nói về trí tuệ Nói về đức hạnh Hay nói về tướng hảo bất luận nói về cái gì nó đều hoàn toàn viên mãn nó đều thanh tịnh bình đẳng nó có ý nghĩa như vậy đó từ câu thanh tịnh nảy sinh ra ba loại trang nghiêm ba loại trang nghiêm đồng nhập vào một câu thanh tịnh ba loại trang nghiêm Phía trước đã nói qua rồi Đây là nói về thế giới cực lạ Cho nên cực lạc thế giới Chúng ta phải biết rằng Cực lạc thế giới chẳng phải là một quốc gia Nó chỉ là một khu vực Vì sao vậy? Vì nó không có chính phủ Nó cũng chẳng phải giống như thiên đường của tôn giáo Trong thiên đường có thiên chủ Có thiên dương Nó có tổ chức chính trị Nó có bá quan gian dọ Thế giới cực lạc không có những thứ đó Cực lạc thế giới như chúng ta thấy trong tất cả các kinh đại giới thiệu Chúng ta học nhiều năm nay cũng biết rồi Cực lạc thế giới người rất đông Nhưng chỉ có hai loại Một là thầy giáo, hai là học sinh Do đó nó là nơi để học Điều này chúng ta phải nắm bắt cho rõ Chưa từng nghe nói ở thế giới cực lạc Nào là quốc dương, nào là thiên chủ Không có chị nhắc định phật a di đà phật a di đà là thầy giáo ngoài thầy giáo ra còn lại toàn là học sinh học sinh đều có cấp bậc có sinh viên đại học có học sinh trung học và học sinh tiểu học nhưng những học sinh này không cần chia lớp họ cùng nhau ngồi chung một lớp Thật không thể nghĩ bàn Vì vậy thế giới cực là không có tổ chức Học sinh tuy rất đông Nhưng họ rất có quy củ Họ có trật tự một cách rất tự nhiên Họ đều giữ quy củ Không có ồn ào Không cần tổ chức Vậy nên chúng ta biết Cấp bậc Bồ Tát A-la-hán đều có ở trong đó Không cần phân ban Không nói lớp này Người nào làm lớp trưởng Không có Vấn đề này, lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, đã từng biểu hiện cho chúng ta thấy rồi. Chúng ta muốn học Phật, nên học với Phật Thích Ca Mâu Ni. Điều này, chương gia đại sư dạy cho tôi đó. Quý vị mới thực sự học được mọi thứ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thì Phương pháp dạy học của Ngài giống với Phật A-di-đà Học sinh rất nhiều Quý vị thấy trong kinh điển đã ghi chép lại cho chúng ta biết Thường theo chúng học không rời khỏi thầy giáo Thầy giáo đi đến đâu thì học sinh đi đến đó 1.255 người Lúc nào cũng theo thầy giáo Tôi tin rằng sẽ không ít người như vậy Tăng đoàn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ít nhất 3.000 người một tăng đoàn lớn như thế nhưng không nghe nói nó có sự tổ chức chia thành bao nhiêu lớp người nào lớp trưởng của một bang không có hoàn toàn là trường tư dạy học nghiêm chỉnh một cách tự nhiên người trình độ cao thì diều dắt người trình độ thấp người trình độ cao là bồ tát chúng bồ tát các vị này đã lấy được bằng cấp học gì Người thấp hơn một bậc là A-la-hán Thấp hơn A-la-hán Là những phàm phu chưa được khai ngộ Đây chính là chỗ chúng tôi thường giảng Phàm thánh đồng cư độ của những người đới nghiệp giảng sanh Trong phàm thánh đồng cư độ không có A-la-hán Không có học gì Nó tương tự như học sinh trung học và tiểu học Gặp được người nào Phạm Thánh Đồng Cư Độ gặp được A-la-hán nào Thì A-la-hán đó sẽ dạy họ Gặp được Bồ-Tát nào Thì vị Bồ-Tát đó sẽ dạy họ Đều có thể giúp đỡ họ Vô cùng thân thiết Giống như chị em quân đệ vậy Thế giới như vậy Chúng ta không thể không biết Chúng ta nên học Học với Phật Thích Ca Mâu Ni Cho nên Phật Pháp không cần có tổ chức Không giống với tôn giáo khác tôn giáo khác có tổ chức từng bậc từng bậc à, thiên chúa giáo và tư độc giáo à, thử... giáo hoàng vatican là chính phủ trung ương của họ mỗi quốc gia đều có cơ quan giám mục người lãnh đạo của khu vực của họ ở trung quốc mỗi tỉnh đều có chủ giáo giám mục địa phận mỗi huyện cũng có giám mục nó có tổ chức hành chính trong Phật giáo không có quý vị nói xem như vậy có tốt hay là không không tốt nếu có thì trong lòng bạn có phân biệt có chấp trước vậy là không buông xả được nó không có quý vị nghĩ xem Phật giáo khi chúng ta hãy đem những chướng ngại đang gồng gánh này tất cả rửa sạch trống trơn không cần tổ chức cho nên chúng ta đến thế giới cực lạc Mới đúng thân phận của học sinh Đến nơi đó thành Phật Thành Phật chính là hết nghiệp Sau khi hết nghiệp Quý vị không thể ở lại thế giới cực lạc nữa Mà nơi nào có duyên thì đến nơi đó Để giáo hóa chúng sanh Hết nghiệp rồi thì đi phân phát Không phải phân phát mà ở địa phương nào có duyên với quý vị Thì tự nhiên quý vị đến nơi đó Chúng sanh có cảm thì quý vị mới có ứng Đi đến nơi đó dạy học Dạy học nhất định phải giống với Phật A-di-đà Cũng giống với Phật Thích Ca Mâu Ni thanh cao biết nhường nào tự tại biết bao nếu bạn có tổ chức thì quý vị sẽ bị loạn tâm có phân biệt có chấp trước thế là hỏng rồi những việc quý vị làm là thể dạng pháp không ra khỏi lục đạo luân hồi đạo lý này không thể không hiểu từ đó quý vị có thể thấy đây mới là trí huệ chân thật thành tựu chân thật hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây Di Đà Phật nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ Nam mô A Di Đà Phật. Bye.